Nào, hôm nay thì Sensei sẽ giới thiệu với các bạn về cái cấu trúc làm bài và cách làm bài của một kỳ thi thực tế sẽ như thế nào nhá mọi người ơi. Ví dụ như là này, các bạn nhớ này là ở phần Mojigo chúng mình sẽ có 5 môn đai, đúng không nào? Đến từ môn đai 1 là kanji này, từ chữ kanji thì mình tìm ra chữ hiragana thích hợp đúng không? Cách đọc đúng của từ. Thứ hai đó chính là từ hiragana mình đọc sang kanji như thế nào. Thì bắt đầu từ học phần đầu tiên này các bạn nhìn nhá. Là ở đây, ở cái môn đai chi này chúng ta sẽ không mất thời gian hộ cô nhá để đọc nguyên câu đâu. Tại vì sao? Mojigo chúng mình có 30 phút thôi để có thể là hoàn thiện toàn bộ phần Mojigo. Nên là nếu mà các bạn ngồi bạn lần từng chữ một là Sakura no hana wa mo nani nani shimasta, đúng chưa nào? Thì nó rất là mất thời gian. Vì thế cho nên là ở cái môn đai một này chúng ta chỉ làm một nhiệm vụ, đó chính là sao ạ? Nhìn vào chữ Hán và đọc được chữ Hán đấy thôi ạ. Được chưa nào? Còn nghĩa là câu là gì thì các bạn đừng quan tâm vội, được chưa? Ngoại ta sang đến cái phần môn đai thứ hai ý, đó là sao từ hiragana đọc sang kanji, thì mình thỉnh thoảng có những cái câu mà mình sẽ phải dừng lại để mình xem ạ, là ừ là cùng chữ ma simau chẳng hạn đúng không nào đấy, hay là cùng là chữ chiru chẳng hạn đúng không nào, thì là chữ chiru nào trong tất cả những cái chữ chiru ở trong tiếng Nhật mà chúng ta biết, thì chúng ta mới cần phải đặt câu để hiểu xem là cái câu này nó đang hướng đến cái chữ Hán nào đúng không. Nhưng ở môn đai một thì không có làm như vậy nha. Môn đây một thì mình cứ đơn giản là nhìn cái chữ Hán, mình đọc được cái âm Hán và đọc được nghĩa của nó là cái gì là xong rồi, được chưa? Ví dụ như là ở môn này chi này nào, bắt đầu nào, bắt đầu môn này chi nhá. Nào các bạn có thể thử làm cùng cô Hoa được không? Cái chi băng này của chúng ta sẽ là gì nhỉ mọi người ơi? Nó là gì ạ? Chữ này nó liên quan đến chữ chữ tán của sự phân tán đúng không nào? Rồi ạ, vậy thì nó nằm ở trong chữ chi ri mát của cái sự rơi rụng đó đúng không nào? Chi rự đúng không nào, chi rự. Vậy thì chi rự của chúng ta chính là lá rụng này, là hoa rụng này. Phương Linh ơi, arigato em. Đúng rồi ạ. Đáp án của chúng ta chính là chi tề đúng không nào? Nó nằm trong cái sự là rơi rụng đi của lá này, của hoa này đúng không? Thậm chí là chúng ta có một cái câu rất là nổi tiếng ở trong những cái bài hát là chi rụ ochiba, có nghĩa là sao? Lá rơi rụng vào mùa thu đó mọi người. Được chưa ạ? Nào tiếp tục này, chữ số 2 của chúng mình này đấy. Cái cách làm của bài số 1 rất đơn giản, đó chính là đọc được chữ Hán thôi, không cần biết cái câu đấy có nghĩa là gì nha mọi người. Đó, đấy vì sao? Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho mọi người để làm bài làm sao nó cho nó nhanh nhất có thể. Được chưa ạ? Tại vì có 30 phút thôi mà mình còn phải có những cái học phần mà nó sẽ mất thời gian hơn. Ok chưa? Ni băng của chúng mình nó sẽ rơi vào chữ gì ạ? Chữ mãn. Đúng không nào? Nhìn vào chữ này chúng ta sẽ thấy được sự thỏa mãn hoặc là sự bất mãn hoặc là sự mãn nguyện, đúng không? Chữ đằng sau của chúng ta là chữ túc, túc trong sung túc này, trong cái chân của chúng mình đúng không? Chúng bổ túc này. Vậy hai chữ làm sao ạ? Hai âm Hán đứng cạnh nhau này thì nó sẽ đọc theo âm ông đã này. Đó là vẫn là mãn thì đọc là man thôi. Và bạn kia túc là chúng ta không asia chứ gì đâu nhá, mà sẽ đọc là sô cử. Nhưng mà cái cảm giác ở trong tiếng Nhật định là hai danh từ đứng cạnh nhau thì sẽ làm sao? Danh từ thứ hai sẽ bị biến âm. Vậy thì ở đây sẽ là man dục cử, được chưa nào? Biến âm cái danh từ thứ hai. Vậy thì đáp án chính là nì bằng. Ok chưa? Rồi Nguyễn Vân, Thanh Hồng bắt đầu vào thôi. Được chưa ạ? Vương Linh. Ok, cảm ơn em. Nào tiếp tục nhá. Ở đây của chúng ta này, nhìn vào cái chữ này một cái đúng không? Đây chắc chắn là chữ đi đứng là lưu hành hoặc tổ chức gì đó rồi. Được chưa ạ? Rồi còn cái chữ này nó cứ nhanh nhanh gấp gấp cứu cứu ở gì ấy, đúng không? Vậy thì khi nhìn vào hai chữ này nè, được chưa ạ? Thì bạn ấy liên quan đến cái chuyện là làm sao đi làm sao để nó nhanh nhất. Đây là một loại phương tiện cực kỳ nổi tiếng ạ. Nó chính là cấp hành hay nghịch cấp này, các bạn còn nhớ trong kêu kêu xạ của chúng ta không, sẽ cấp cứu không ạ, đúng chưa nào? Vậy thì đây chính là kêu cổ, được chưa nào? Nhớ nhá, kêu kêu cứu thì phải cứu nhiều chứ làm sao cứu ít được. Vì thế cho nên nó phải có trường gì, trường âm hành, nhưng phải đi nhiều bước chứ đi lâu chứ làm sao có chuyện là đi có một bước là đến nơi được, đúng không? Nên đương nhiên cả hai bạn này đều phải có trường gì, trường âm kêu cổ. Ok chưa nào? Đáp án chính là dông bằng. Nào tiếp tục nào, thừa thắng xông lên nào. Chữ số 4 của chúng mình này, nó nhìn ở trong chữ gì hả mọi người ơi? Bạn ấy nó nằm ở trong chữ gì hả mọi người? Dạ, đầu tiên nó nằm trong sự ý thức, đúng chưa nào? Chi giác. Thậm chí chữ này nó là còn thậm chí là cái cảm giác của sự là chúng ta có ý thức hay có chi giác không. Và thỉnh thoảng á, thỉnh thoảng đúng không, chúng ta sẽ nghe người Nhật kể dùng cái từ này theo cái kiểu là để tâm đến đi, để ý đến đi. Nhưng mà nghĩa đầu tiên, nghĩa cơ bản nhất của nó vẫn là ý thức, tri giác. Vậy thì ý này nó nằm trong chữ y đúng không nào? Ý mà y giống như ngày xưa là y mi đúng không? Và thức của chúng ta chính là nào, đọc hơi giống cái cảm giác của hình thức sẽ là si gì ạ? Si ki, thấy chưa? Tất nhiên là nó không phải chữ hình thức nhưng mà nó là thức của nhận thức,
kiến thức. Ok chưa? Vậy thì bạn này sẽ đọc là Iski. Nhưng mà chúng ta dùng cái cách đấy để nhớ nhá. À thì ra là mấy cái thức thức đều là Siki hết, đúng không nào? Vậy thì đáp án của chúng ta sẽ là, đúng rồi ạ, Yongbang Iski. Các bạn có thể nói cho cô biết luôn là cái từ này có nghĩa là gì nhá mọi người. Rồi, sang đến cái môn đai thứ 3. Sau khi này, môn đai thứ nhất có nghĩa là sao? Chúng ta chỉ tập trung vào cái chuyện đọc được Hán tự thôi, được chưa nào? Sang đến cái môn đai thứ 2 của trong phần Hán tự ấy, thì là sao? Từ Hiragana mình đọc thành Kanji, thì mình làm sao thỉnh thoảng, đúng không? Vẫn là cái cách dùng như vậy, vẫn cái cách làm như vậy. Đó là sao? Nhìn vào chữ đó, cái cách đọc của chữ nào thì mình khoanh thôi ạ. Nhưng mà thỉnh thoảng bốn cái đáp án nó đều đọc giống hết nhau thì chúng ta mới cần phải đọc cả câu. Đấy là cách làm của hai cái môn đai đầu tiên để nó nhanh nhất có thể nhá. Rồi, sang đến môn đai thứ ba, đó chính là gì ạ? Cách dùng đúng hoặc là gọi là dạng bài gì? À, dạng bài từ vựng, đúng không nào? Vậy thì mình phải có sự hiểu biết về từ vựng nha mọi người. Mình phải có sự hiểu biết về từ vựng. Tiến ơi, cô đang hướng dẫn về không làm bài chung, được chưa nào? Bắt đầu từ N3 trở lên nhá. Tất nhiên là có cả N5, N4 thì các bạn cũng có thể vào xem được ạ. Được chưa nào? Ở đây em có thể nhìn này, đó là sang đến dạng bài này là dạng bài cũng khá mất thời gian. Bởi vì chúng ta không đọc hiểu câu thì chúng ta sẽ không thể nào làm sao ạ biết cách làm, đúng không nào? Vậy thì ở đây sẽ là Koko se no toki hajimete kaigai de nani nani shita. Thế thì ở đây bạn ấy đang nói về việc rằng là khi, đúng không nào, hồi mà khi mà tôi còn đang là gì đấy, học sinh cấp 3, thì đây lần đầu tiên gì đó ở nước ngoài. Ở nhá mọi người, ở nhá, được chưa nào? Vậy thì mình đang ở đâu ạ? Các bạn cố gắng lên nào, nói cho cô biết này. Nhớ là cái này không phải là làm, đúng không nào? Passport là visa, cô hiểu cái điều đấy ạ. Nhưng mà passport này nó liên quan đến cái gì ạ? Làm visa thì mình phải làm ở trong nước, đúng không mọi người? Làm sao mà làm ở nước ngoài được? Lần đầu tiên tôi được đi nước ngoài, thế thì phải là ở home gì ạ? Ở homestay, được chưa nào? Homestay, homestay, chữ Y nó bị chạy xuống đây rồi, homestay. Homestay chính là gì nhỉ? Cái dịch vụ hình thức mà ở tại nhà của người bản địa ở nước ngoài. Thì có nhiều khi là sao? Người ta chủ động luôn trong cái việc là người ta sẽ xây những cái phòng thừa đó để cho người nước ngoài vào ở cùng này, có thể sinh hoạt chung với gia đình. Cũng có thể là những cái gia đình mà người ta thừa phòng á, người ta đăng ký dịch vụ homestay dành cho những người nước ngoài này, hoặc là những cái ông bà ở Nhật, đúng không, là rất là nhiều những cái nhà thừa phòng bởi vì con cái người ta tách riêng ra, người ta ở riêng, hoặc là người ta lên thành phố người ta làm rồi thì những cái ông bà già người ta ở lại với nhau ấy, đúng không ạ? Thì người ta thừa phòng đó thì người ta ở homestay. Passport là hộ gì ạ? Hộ chiếu. Classmate là mấy cái bạn học cùng lớp với mình, đúng chưa nào? Và homepage là homepage, là trang chủ nha mọi người. Vì thế cho nên là nếu ở thì ở nước ngoài thì mình chỉ có thể ở homestay thôi. Nào, đọc cư băng của chúng mình này. Đó, đây là dạng bài mà chúng ta sẽ phải đọc để hiểu câu nha. Kiểu harete kuki ga nani nani shiteru, thì bạn này đang nói về việc rằng là hôm nay thì làm sao trời nắng và không khí thì như thế nào đó diễn ra, được chưa nào? Vậy thì nào, bốn từ này các bạn có biết nghĩa của bốn từ không? Comment cho cô với ạ, là xem là bốn từ này bạn ấy đang nói về cái gì nhỉ? Từ đầu tiên của chúng ta này, nó là nensho nhá, nhìn thấy lửa không, nhiều lửa thế, nó chính là lò đốt đấy, nó là đốt lửa đấy, lò lửa đấy, sự đốt cháy bùng cháy lên đó mọi người, được chưa nào? Đó, nhiều lửa quá thì thôi. Từ số 2 của chúng ta nó là gì đây ạ? Nó là tên cả là bật lửa chẳng hạn, bộ phận đánh lửa nó kia, đúng không nào, ở trong cái động cơ ấy mọi người. Thì cái này chắc là các bạn nam còn biết hơn cả cô ấy, đúng không, những cái động cơ mà đốt cháy đó. Nào, từ số 3 của chúng ta, vì thế cho nên là không thể nào mà đốt cháy không khí, đúng không nào? Từ số 3 của chúng ta là căng sổ, chính là cái cảm giác của sự khô hạn, khô khan, được chưa nào? Giáo khô đó, thế thì nó liên quan đến không khí được không? Chắc là được đấy, đúng không nào? Và số 4 của chúng ta nó lại liên quan đến cái gì nhỉ? Liên quan đến đồ vật thông thường hay liên quan đến con người ạ? Nịch chiêu chỉ liên quan đến cái sự nhiệt tình, lòng nhiệt huyết của chúng ta mà thôi. Vì thế cho nên là sao? Đáp án chính là số 3, đúng không nào? Sự khô hạn của không khí. Ok chưa nào? Rồi, tiếp tục này. Nana bằng của chúng mình có cái gì đây? その日は kaze ga tsujoku nani nani itashimasu. Thì cái câu này bạn ấy đang nói về cái việc rằng là hôm nay thì làm sao đó, được chưa nào? Và gió thổi rất là mạnh này, được chưa ạ? Rồi, vậy thì hôm nay thì trời như thế nào? À mọi người,
gió thổi đúng không, nó thổi rất là mạnh. Vậy thì các bạn cứ nhìn thấy chữ nào có cái miệng để thổi được chứ, đúng không ạ? Muốn thổi thì phải dùng miệng phù phù chứ còn gì nữa. Vậy thì đáp án của chúng ta sẽ là số mấy? Dạ, đáp án chính là số 4 nha. Đúng rồi ạ. Được chưa? Số 4 của chúng ta nó nằm ở trong chữ thổi đó, chữ phức cự đúng không nào? Phức cự, phức kimas. Ok chưa? Suy đúng không nào? Cổ suý. Cổ suý chính là gì nhỉ? Cổ vũ lên tinh thần cho nó, đúng không nào? Rồi, ok chưa nào? Vậy thì ở đây đáp án chính là số 4 nha. Những cái kia của chúng ta này, đầu tiên này các bạn nhìn vào chữ đầu tiên, được chưa nào? Nó chính là cái chữ khoảng không. Các bạn ở bên Nhật các bạn có thấy là những cái bãi gửi xe không? Cứ nhìn thấy chữ này có nghĩa là sao? À, tôi vẫn còn đang làm sao ạ? Đang trống chỗ đấy, đúng không nào? Ừ. Vậy thì ở đây nha, chữ này bạn ấy có thể rơi vào cái gì ạ? Sư cự hoặc là ác cự, đúng như là ai tạo ác cự, cái cảm giác của trống không, đấy chính là ác kê rự, ác cự. Ok chưa nào? Tiếp tục này, chữ số 2 của chúng ta bạn ấy sẽ rơi vào chữ gì đây? Đúng rồi, chữ cuộn lại đúng không, quyển hoặc cuốn đấy, giống như là cái gì, harumaki đúng không nào? Harumaki là cái nem đúng không nào, cái mà nó cuộn lại là cái nem đấy đúng không. Rồi, và từ số 3 của chúng ta nó chính là chữ gì ạ? IT, ác cự của mở ra này. Ok chưa nào? Vì thế cho nên là gió thổi mạnh quá. Nào, hạt chi băng của chúng ta bạn ấy bảo rằng là kare wa engineer no shigoto de takusan iru. Ok chưa? Thì cái câu này bạn ấy đang nói về điều gì nhỉ mọi người? Anh ấy được chưa nào? Rất là được chưa nào? Có rất là gì đó, đúng chưa nào, với cái công việc engineer. Vậy thì anh này anh ấy có vẻ như là bội thu ghê đúng không nào, bằng cái công việc là engineer này thì anh này anh ấy làm cái gì đó nào. Vậy thì nhìn vào những chữ này chúng ta sẽ có cái từ kiếm tiền, kiếm thu nhập bằng từ gì hả mọi người? Cái từ số 2 của chúng ta mà các bạn có khá là nhiều bạn nhầm ở đây này, nó liên quan đến đắc lợi đúng không nào, cái cảm giác của có lợi. À, có lợi là khi mà cái này làm sao mà có lợi được khi mà mình chúng ta bỏ công sức ra và chúng ta đổi lấy nó ạ? Đắc lợi đúng không nào, ví dụ như là mình có bỏ tiền rồi sau đấy là mình thu về được một khoản nó lãi hơn, hay là hôm nay cô mua được cái miếng thịt bò mà rẻ quá thì cô mới có thể dùng từ này được nhá. Nên là đáp án của chúng ta không thể nào là rơi vào cái chữ lợi này được. Ok chưa? Rồi, cà xê gự quen không? Cà xê gự ở trong tiếng Nhật chính là kiếm tiền một mình, bạn ấy đã có nghĩa của sự kiếm gì ạ? Kiếm tiền rồi. A ghê y rử là cho đi á. Không, ực kê là nhận đúng không nào, nhận nhưng mà theo kiểu tiếp nhận hoặc là tham gia một cái gì đó, ví dụ như là tham gia kỳ thi đúng không nhỉ, kiểu đấy, nhận được cái gì đó. Nhưng mà ở đây là mình bỏ công sức của trong công việc của mình ra và mình kiếm được khá là nhiều tiền hoặc là kiếm tiền đạt được bằng cái chuyện đó thì không thể nào nó nằm ở trong cái cảm giác của ngư ông đắc lợi này được, hiểu cảm giác đấy chưa? Rồi, achibang phải là ichi, chính xác nhá. Rồi tiếp tục nào, sang đến dạng bài đồng nghĩa. Thì thực ra dạng bài đồng nghĩa ấy, nếu mà có những cái câu nó quá là tiêu biểu như cái từ là cái từ đồng nghĩa đấy là gì, bạn chỉ cần đọc được nó thôi đã là ra rồi này. Nhưng thỉnh thoảng ấy nó không đủ nghĩa, ví dụ như là cái câu số 2, câu số 10 này này nó chưa nai đế là mình không đủ rồi, nên là mình cần phải đọc cả câu. Chứ còn negative này này là đủ rồi nhá. Negative đúng không nào? Ở trong là một 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 mình nó đã có nghĩa rồi thì chúng ta chỉ cần tập trung vào nó thôi. Negative là cái cảm giác của sự tiêu gì ở mọi người? Sự tiêu cực đúng không nào? Đó, ở đây mình đang nói về việc là kare no kage katawa itsumo ichimo negative, có nghĩa là cách suy nghĩ của anh ấy thì lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng có cảm giác đi xuống, lúc nào cũng có cảm giác phủ định, lúc nào cũng cảm giác mâu thuẫn đúng không nào? Vậy thì không liên quan gì đến majime đúng không nào? Majime là sự chăm chỉ ha. Hiệp ơi N3 nhá. Cô đang nói về cái cấu trúc đề thi nói chung, vì thế cho nên là N nào cũng có thể vào học được ạ. Được chưa nào? Tiếp tục nào. Ở đây này, các bạn có nhìn thấy không? Số 2 của chúng ta nó là gì ạ? Fumajime, có nghĩa là không nghiêm túc, không nghiêm chỉnh, không đứng đắn, không gì đó đúng không? Đó. Trong khi thực ra là cái chuyện anh ấy suy nghĩ như vậy thì nó có liên quan gì đến chuyện mà anh ấy cần mẫn, chăm chỉ, nghiêm túc, chan tổ đúng không nào? Rồi, số 3 của chúng ta nó là cái gì ạ mọi người? Nhớ nhá, cấu trúc đề thi thì là từ N5 trở lên đến N2 nó giống hệt nhau. Nào, cô tê chê kỳ
Được chưa? Kochiteki là cái mang tính chất của quả quyết, mang tính chất của sự khẳng định, thế thì nó sẽ mang cái cảm giác của sự tích cực hơn. Trong khi ở đằng này là phủ định mọi thứ này, đúng không nào, không chịu này, các kiểu này, thế thì nó ra sự mâu thuẫn này, thì phải là Hiteteki. Vì thế cho nên là đoạn này sẽ là sự phủ định đích, đúng không? Có nghĩa là cái cảm giác của sự mâu thuẫn, cái cảm giác như thế này, đấy là anh ấy lúc nào cũng negative, chính là như thế đấy, negative. Nào tiếp tục. À, chưa nay đấy thì chưa đủ, vì thế cho nên cô sẽ đọc câu này Nihon no roppu o chinai de kudasai. Nào, vậy thì chứng tỏ cái chữ này nó thể hiện rằng là hai cái sợi dây này, đúng không nào, thì mình làm sao đây ạ? Mình kết nó lại, mình buộc nó lại, hay là mình nối nó lại đi. Ok chưa? Vậy thì đáp án của chúng ta, những bạn nào, các bạn có thể comment những cái mà các bạn biết nhé ở dưới ạ, ví dụ như 1, 2, 3, 4 này là gì nhá mọi người. Ok chưa ạ? Rồi, đầu tiên này, chữ của chúng ta là cái gì đây ạ? À, mọi người, chữ số 1 của chúng ta nó là căng kề. Căng kề là sự có liên quan, có quan hệ, có mối liên hệ, được chưa nào? Thứ hai của chúng ta này, dù chúng ta không biết đọc cái chữ này là gì, nhưng cái chữ đầu tiên cực kỳ quen thuộc, đúng không nào? Nó thể hiện cái sự kết nối bằng ngay cái chữ đầu tiên này, Sechiyoku, được chưa nào? Nó thể hiện cái sự kết nối bằng cái chữ này luôn này, các bạn nhìn thấy không? Đây là tiếp nối này, tiếp tục này, nhận đúng không ạ? À, cứ nhìn thấy chữ này nhá, cho cô nhá, cứ nhìn thấy chữ này là nó thể hiện cái sự kết nối này, liên hệ này, được chưa nào, tiếp cận này, ok chưa? Còn cái chữ này nó thể hiện cái sự tiếp tục này, thế đây chính là kết nối, có gì buộc lại, kết nối rồi còn gì, đúng không? Nào tiếp tục này, số 3 của chúng ta nó chính là chewy, chú ý cẩn thận vô, đúng không nào? Rồi, chữ số 4 của chúng ta này nó có hai cái chữ này, sệt chưa đăng, cứ cho là các bạn không biết nó là gì đi, thế nhưng mà được chưa? Ở trên thì nó yêu cầu là mình phải buộc dây lại, trong khi là ở dưới thì nó lại cái chữ này nó thể hiện sự cắt này, cắt nó đi, đúng không nào? Cái chữ đầu tiên đấy, các bạn có nhận ra nó không? Nó chính là kirimat này, đúng không? Đầu tiên đã, rồi và cái ở đằng sau của nó lại thể hiện cái sự làm sao? Đoạn, đúng không nào? Phán đoán hay là định đoạt gì đấy. Vì thế cho nên là không thể nào là chữ số 4 được, được chưa nào? Dù là các bạn không biết đọc nó là gì, sẽ chưa đăng nhận đoạn đoán, đúng không? Nó nằm trong sự phán đoán đoạn tuyệt, có nghĩa là sao, là không, cái chữ số 4 này là không có kết lại gì đâu, mà là xóa nó đi đã hoàn toàn. Vì thế cho nên là lại còn liên quan đến nhau, là theo kiểu những cái sự liên quan của một quan hệ, chú ý là phải chú ý cẩn thận, trong khi cái này chúng ta cần phải buộc nó lại thì phải liên quan đến cái chữ kết này này, nhớ chưa? Số 2 đó, thỉnh thoảng là sao mình giả vờ nhưng mình không đọc được đi, đúng không? Chứ còn đọc được rồi thì nói làm gì. Nào tiếp tục nào, ở đây mình đang có là gì đấy ạ? Ừ, đúng rồi, sệt chưa đang. Hiệp ơi, cảm ơn em, cảm ơn em. Ok nhá, đấy, các bạn cố gắng là nói cho các bạn khác cùng biết với là mình cái từ đấy là gì nhá. Tại vì là cô có thể nói trên live, nhưng mà các bạn gõ ở trên này thì có nhiều bạn đọc được ấy, sẽ tốt hơn. Nào, kare wa jibun no itta koto uchi keshita. Cái câu này có nghĩa là gì nhỉ? Bạn ý đang nói về việc rằng là chối bỏ, đúng không nào? Những cái gì mà anh ta đã nói, những gì mà chính bản thân này anh ta đã nói này, đúng chưa nào, thì anh ta đã chối bỏ nó, anh ta không có nhận. Vậy thì khi nãy các bạn có nhận thấy đây là một chữ cực kỳ quen khi nãy cô trò mình đã làm với nhau ở trên không? Nó chính là sự phủ gì nhỉ, uchikeshi có nghĩa là phủ nhận, cự tuyệt, bác bỏ, đúng không? Và không phải là anh ấy quên đâu, anh chưa quên, chẳng qua là anh không nhận thôi ạ. À, vì thế cho nên là không thể đáp án số 1 được. Đáp án số 2 của chúng ta nó rơi vào chữ gì đấy à mọi người? À, số 2 của chúng ta nó rơi vào cái chữ là tô chiu giữa đường, đúng không? Dọc đường nửa chừng đó thì mình bỏ cuộc cả. Tô chiu đấy là mệt à? Không phải, đúng chưa nào? Anh ấy có phải là anh ấy quên hay là anh ấy không muốn bỏ cuộc giữa chừng đâu. Ở trên các bạn có nhớ không ạ? Chúng ta có một cái từ đó chính là phủ định. Vậy thì phủ định của chúng ta rơi vào hite, đúng không nào? Cái cảm giác là không có nhận, phủ nhận nặng. Và sonomama của chúng ta là gì đấy? Sonomama của chúng ta là để nguyên vậy đi, để tí nữa tôi còn làm cái gì đó, hoặc là sẽ có vì mục đích gì đó mà tôi để nguyên như vậy. Vì thế cho nên là hoặc là một cái trạng thái cứ diễn ra như vậy, được chưa? Vậy thì đáp án chúng ta chỉ có thể là số 3 mà thôi. Hite shimashita, hite suru. Bác bỏ đi, phủ nhận nó đi. Ok chưa nào? Rồi này, sakusatto ở trong tiếng Nhật ý. Rồi, cảm ơn mọi người nhé. Thẩm Phạm này, Nguyễn Vân. Chịu khó là ghi đấy cho cô nhá. Đúng rồi ạ, cảm ơn em Nguyệt Trăng. Rồi sang đến câu 12 nào, bắt đầu hiệp lên rồi. 12.4 bạn chọn là đai tai hả? Nào bắt đầu, sát sát tổ
Năm 12 có bạn chọn 4, có bạn chọn 1, đúng không nào? Sasato ở trong tiếng Nhật nó thể hiện cái chuyện là nhanh lên, khẩn trương lên. Ví dụ như cô nói là Sasato chuzuke ryo, có nghĩa là sao? Nhanh chóng dọn dẹp đi. Ok chưa? Vậy thì cái này này, được chưa nào? Nhanh làm đi, Sasato yattara. Được chưa nào? Nếu mà mày rảnh thì himagatara, Sasato yattara. Được chưa nào? Các bạn có thể quen quen âm giọng của mấy âm xếp xếp không? Có nghĩa là nếu rảnh thì mình nhanh nhanh mình làm đi, mình dọn đi cái, đúng không? Làm việc đi. Thế thì ở đây cái câu này là Sasato shigoto owarasete. Cái câu này có nghĩa là gì nhỉ? À, tôi đã hoàn thành nhanh chóng cái công việc của mình rồi. Vậy thì nó không thể nào là dai tai. Đúng chưa nào? Rồi ạ, nó cũng á rồi, có nhiều bạn nhầm quá. Được chưa nào? Rồi ạ, thì thế cho nên là phải là haya, haya cự chứ không thể yukuri, nó ngược lại mất rồi. Ok chưa? Và số 3 của chúng ta nó là cái gì đấy cả nhà? Số 3 của chúng mình nó là cái gì đấy ạ? À, bạn ấy là sekaku. Đúng chưa nào? Cứ rơi vào chữ này thì chắc chắn nó là sự chính diện, chính xác, xác đáng rồi. Ok chưa? Cái chữ đầu tiên của chúng ta đọc như là seka, như là thế giới đúng không? Nhưng mà sekaku này nó thể hiện sự chính xác, xác đáng, độ chính xác cao. Ok chưa nào? Cứ rơi vào chữ này thì đều thể hiện điều đấy nhá. Vì thế cho nên là đáp án của chúng ta chắc chắn là nhanh nhanh lên, là nhanh lên đúng không? Kết thúc công việc nhanh lên đi. Ok chưa? Nào tiếp tục này, sang đến bài cách dùng đúng của từ. Cách dùng đúng của từ nhá, thì đầu tiên là mình phải hiểu bản chất của cái từ đấy đúng không mọi người? À, ở đây nhá các bạn nhìn ở cô này, cảm ơn em nhá Hiệp ơi, cảm ơn Nguyệt Tràng, đúng không? Vấn Thanh, đúng rồi đó ạ. Đức Nguyễn. Nào bắt đầu. Kỳ ní hai rự. Thực ra là có rất là nhiều bạn ý thì hiểu lầm cái từ này bằng với cả suki, bởi vì nó đều là thích. Thế nhưng mà cô sẽ giải thích một chút về suki và kini hai được. Kini hai được là chúng ta cần có thời gian, cần có cái sự trải nghiệm, cần trải qua một cái gì đó để có thể yêu thích cái đấy. Ví dụ như là sao? À, ngày xưa thì cô Hoa không thích kiểu quần áo này đâu. Thế nhưng mà dần dần theo thời gian này, theo tiếp xúc với mọi người này, theo các thứ thì cô dần dần cô thích nè. Các bạn hiểu cảm giác đấy chưa? Còn suki nhá thì là sao? Nhìn thấy một người đúng không? Xong mình thích người đấy thì sao hỏi là lúc nào các bạn nữ cũng hay hỏi câu là bạn sao, tại sao anh yêu em đúng không? Làm sao mà biết được? Vì đấy suki thực ra là cái sự làm sao ạ? Cái cảm giác yêu thích bộc phát và vốn dĩ là nó đã nằm trong lòng. Ví dụ như là Okasan daisuki da yo, mẹ ơi con yêu mẹ. Thì một đứa bé nó sẽ ngay từ khi nó đẻ ra nó đã yêu mẹ nó rồi chứ không cần phải có thời gian gì hết, đúng không nào? Nhưng kỳ ní hai dự là chúng ta cần phải có thời gian để chúng ta tiếp xúc, chúng ta phải yêu thích cái đồ đó, thấy chưa nào? Ví dụ như ngày xưa có bạn là bà Nhật sai chật đầu, thấy chưa nào? Sai gì cái chật đầu và cảm ơn Nhật, thấy chưa nào? Các bạn nhớ hộ cô nhá, kỳ ní hai dự là cái cảm giác của sự yêu thích, đúng không nào? Dần dần đến gần về phía chúng ta phải có sự cảm nhận, cảm quan về nó. Còn sư kỳ đơn giản chỉ là yêu thích thôi, và nó sẽ là một cái cảm giác vốn dĩ, đúng chưa nào? Khi nhìn đến người đó là mình yêu người đó rồi, mình cũng không hiểu và cũng không thể giải thích tại sao nào. Vì thế cho nên đáp án của chúng ta chính xác nó là số 2. Số no ten no fuku ga totte moki ni aita no de, tôi cho nó vào trong lòng của tôi, chấp nhận nó đi vào trong lòng tôi, có nghĩa là chấp nhận tôi thích nó. Các Koto Nishita, bởi vì là tôi rất thích quần áo trong cửa hàng đó cho nên là tôi quyết định là sẽ làm sao mua chúng, đúng không nào? Ok nha. Rồi ạ, à, đáp án chính là số 2. Ok ạ. À. Được chưa nào? Nhớ cái cảm giác của cái từ ki ni hai ru này nhá. Đúng chưa nào? Mình chấp nhận một cái gì đó đi vào trong lòng mình, được chưa nào? Thì có nghĩa là mình cần có thời gian cho nó. Nào tiếp tục nào. Maze ru là gì? Maze ru là trộn lên này, khuấy lên này, đảo lên này, phới lên này, đúng không nào? Vậy thì nó đúng nghĩa đen như vậy luôn đó mọi người. Vậy thì nó sẽ nằm ở trong cái nào ạ? Hana thì mình có maze yo to mô hự được nó không? Vậy thì cái nào nhà chúng ta sẽ trộn khuấy đảo những cái gì lẫn lộn vào với nhau ạ mọi người? Đáp án chính là đang suy nghĩ một tí đúng không? Ba, Đức Nguyễn cảm ơn em. Đúng rồi, chính xác, đó chính là tamago và gyūnyū yogurt mazete kudasai. Được chưa nào? Trộn trứng và sữa đều vào nào. Ok chưa? Thế cho nên là đáp án chính là số 3 nhá. Ừ, nó là trộn khuấy đảo mix, đúng không? Rồi tiếp tục. Nào, sang đến ngữ pháp. Một chút ngữ pháp nha, mình chịu khó một tí này, mỗi ngày một tí này, tích tiểu thành đại này. Đầu tiên chúng ta đọc cái câu này để chúng ta hiểu xem là cái câu này đang hướng chúng ta, đang gợi ý chúng ta vào ngữ pháp nào. Thì ở đây bạn ấy đang nói là nát chữ cà là
Được chưa nào? Reru có nghĩa là sao nhỉ? Các lễ hội khác nhau, đa dạng về lễ hội thì luôn luôn được tổ chức, được tiến hành từ mùa hè. Rồi, có cái gì sẽ cảm giác giống cà rà và ma đế nhỉ mọi người, mà nói về không gian, nói về thời gian. Ví dụ như là từ hôm qua cho đến sáng nay này, từ Hà Nội cho đến Sài Gòn này thì bao nhiêu km? Các bạn còn nhớ nó là gì không? 15 của chúng mình sẽ là gì ạ? À, cà rà ní ca kê tê. Từ thời gian này đến thời gian này, từ không gian này đến không gian này. Ok chưa? Cà rà ní ca kê tê nhá. Những bạn nào mà không... chẳng may chọn nhầm và thắc mắc sang một đáp án khác thì bảo cô. Nào, sang đến số 16 của chúng mình, bạn ấy nói rằng là ông này là ông Mori. Được chưa nào? Mori sang wa kono kai sa ni engineer. Được chưa nào? Sayo sareta. Ở đây thì người ta đang nói về việc rằng là ông ấy được tuyển dụng đó. Được chưa nào? Tuyển dụng, được thuê đó. Được chưa nào? Làm kỹ sư của tại, đúng chưa nào, cái công ty này, cái chú Mori này, chú được làm như vậy. Vậy thì ở đây câu 16 của chúng ta nó sẽ là đứng dưới tư cách, bạn, người ta thuê bạn để làm gì? Để làm kỹ sư, đứng dưới tư cách như một kỹ sư. Vai trò của bạn ở trong công ty này là một kỹ gì ạ? Kỹ sư, chứ không phải được gọi, được nói gì cả. Vai trò là làm kỹ sư, vai trò là làm kế toán. Vì thế cho nên là đáp án của chúng ta chính là toshite. Ok chưa nào? Rồi, chính xác nha, thằng Nguyễn, Hiệp Nguyễn này, Nguyễn Tuyền, Nguyệt Trằng, ok nha, Nguyễn Hoàng. Ừ, tiếp tục nha. Nào, sang đến bài dấu gì ạ? Dấu sao, được chưa nào? Dạng bài dấu sao chúng ta sẽ có rất là nhiều cách làm. Một là chúng ta sẽ nhận ra được bạn này có thể đi bạn kia không, dù chưa biết là trong câu bạn ấy đứng ở vị trí nào nhá. Nhưng mà mình có thể đoán được là bạn này với cả bạn kia liệu có thể đi được với nhau hay không này. Ok chưa mọi người? Rồi là sau đấy là nếu bạn biết dịch này, đã biết ngữ pháp thì điều đấy là điều quá tuyệt vời rồi. Vừa biết dịch vừa biết ngữ pháp thì đỉnh cao quá, đúng chưa? Thế nhưng mà có những bạn người ta không biết dịch, không biết ngữ pháp, nhưng mà mình biết mang máng ở trong đầu. Thì nhớ ngày xưa các cô của mình dạy không? Các cô của mình dạy là già gì nhỉ? À, vô ra ự này, a ghê ự này, cư rê ự này, khi đi cùng với cả trong một câu, đúng chưa? Đi cùng một hành động khác thì bạn hành động đấy sẽ chia về thế, thế tê. Mà ở đây có mỗi một bạn này là thế tê, thế thì ok, bà với hai chắc chắn là phải đi với nhau đã này. Đó là VT Morai, VT AG, VT Cure. Ok chưa? Ba hai phải đi với nhau, còn tớ chưa biết bạn ấy đứng ở đâu. Mô, đúng chưa nào? Mô ở trong tiếng Nhật nó là một phó từ. Mà phó từ thì nó sẽ đứng hỗ trợ trước động từ, trước tính gì ạ? Tính từ, đúng chưa nào? Ở đây mình có môi. Môi thực ra là một câu mà trong tiếng Nhật nó dùng để thôi không được, không sao đâu, các kiểu từ chối đúng không? Ừ, vậy thì mình đọc qua về cái câu này để mình xem là nó đi cùng với cả mô của kara kaeru hay là mô của y nhá. Thì ở đây bạn ấy đang nói về việc rằng là otoko no gakusei wa kore kara minna de karaoke ni iko. Yo. Có nghĩa là sao? À bây giờ ấy mày, đúng chưa nào? Thì mọi người đang định là làm sao đi ạ? Cùng nhau đi karaoke, đúng không ạ? Thế là cái bạn nữ bạn bảo là à, warui kedo, đây là một câu là à, shichirei desu ga, warui kedo, đúng không nào? Azukashin desu ga, kiểu như này có nghĩa là tôi chết rồi, tôi biết là tệ lắm với mọi người. Nhưng mà atama ga itai kara, bởi vì là ôi dồi, chật sụ luôn, là bây giờ tôi đau đầu quá luôn ý. Nên là, à vậy thì đây là một câu xin phép cầu khiến, chứ không phải mối y là không cần đâu, đúng không? Phải là xin phép cho tớ về trước được không? Nào và đặc biệt này, nhìn đây là một gợi ý này. Khi bạn này bạn ý đưa về làm sao thể sai khiến từ, thì sai khiến đi đằng sau của nó là những cái đuôi như tadakemasu, moraimasu, moraimasen cá này, kuremasu, kuremasen cá này. Nó thể hiện cái sự cầu khiến là tớ có thể làm gì đó, cho phép tôi làm gì đó có được không? Cho phép tôi, được chưa nào? Làm gì đó có được không? Đi cùng với cả cái cảm giác như vậy, được chưa nào? Sai khiến từ cộng với cái đuôi để thể hiện cái sự cầu khiến. Vậy thì cho phép tớ về nhà nhá, có được không? Được chưa? Mô i để, được chưa nào? Karate ct moratte mô i, được chưa nào? Vậy thì cái mô này nó trở thành phó từ hỗ trợ cho động từ. Vậy thì đáp án sẽ là 4 này, 3 này, 2 này, 1 này. Còn bẻ nhỏ ra thêm nữa thì vete mô i ở trong tiếng Nhật đó chính là xin phép được làm gì đó, và đằng trước của nó lại là cho phép, xin phép được làm gì đó, thì quá chuẩn rồi còn gì nữa, đúng không nào? 4, 3, 2, 2, 1. Nào, sang câu 18 này.
Tụ ở môi mắt là một cái gợi ý cực kỳ to mà tôi cảm ơn các bạn vì đã cho tôi, đúng chưa nào? Đó chính là gì? Đằng trước của nó là phu chư kê. Phu chư kê ở đây này, nó chính là gì đây ạ? Cái từ tai sư rự này này, nó là ngữ pháp, nó không phải là phu chư kê nha mọi người. Ní tai sư rự là một ngữ pháp, ní tai sư rự là đối với cái danh từ đằng trước, đúng chưa nào? Thì cái hành động đằng sau này này, à, ở đây này chúng mình sẽ có là cái vế một, được chưa nào? Rồi ní tai sư rự, ok chưa mọi người? Cô sorry cô viết bằng chuột nên là nó sẽ hơi xấu một tí nhá, được chưa? Rồi ní tai shi tê chẳng hạn, ní tai sư rự chẳng hạn, vế hai. Và cái vế hai này, hành động này nó dành cho cái thằng đằng gì ạ? Đằng trước. Có rất nhiều bạn hỏi cô về cái ní tai shi tê và ní tốt tê khác gì nhau, thì hôm nay trên live cô Hoa xin phép được nói luôn, đó là ní tốt tê của chúng ta vẫn là có thể là đối với, đúng không? Vẫn là thằng danh từ này đằng trước cái thằng vế một này, đấy chưa nào? Và thằng vế hai này thì cái từ cái tư cách, từ cái chỗ đứng, từ cái góc nhìn của thằng này để có thể đưa ra được đánh giá, luận điểm, kết luận, hình dung hành trình, trạng thái của đằng sau. Vì thế cho nên các bạn chú ý cho cô về hai cái mũi tên. Một đó là ní tai tê thì là hành động này nó hướng đến dành cho cái thằng đằng trước, còn ní tốt tê thì từ thằng đằng trước này nó dùng hành động, nó dùng trạng thái, nó dùng cái gì đó để hướng đến và nó có góc nhìn của thằng đằng sau. Mũi tên đi ra và mũi tên đi vào, các bạn nhớ của cái này nhá. Vậy thì ní tai tê nó trở thành là sao đây? Một ngữ pháp. Vì thế cho nên là nó không có vị trí của vai trò của tôi mới mắt, như thế nào? Được chưa ạ? Vậy thì ở đây này, còn cái gì sẽ là phù chư kê còn lại? Nào, mình loại trừ được thằng dư rự rồi, thế thì phù chư kê còn lại chính là số 1, được chưa nào? Rồi, vậy thì mình nhớ hộ cô này, chút tổ, nó là một phó từ, nó hỗ trợ cho gì ạ? À, chút tổ đi cùng với các động từ, đi cùng với các tính từ, đúng không nào? Chứ nó không đi cùng với cả gì danh từ. Vậy thì chút tổ đứng ở đây, ok chưa nào? Vậy thì thằng còn lại đứng đâu bây giờ? Bạn ấy là quá, đúng không? Quá đầu của một vế câu, đằng sau của ní tai sư rự, lấy hành động đằng sau hướng về cái thằng đằng trước. Vậy thì 4 sẽ ở gì ạ? Ở đây 3, 4, 2, 1, được chưa nào? Vậy thì ở đây cái câu này nhá, đấy, dù cô Hoa chưa đọc, cô Hoa cũng có thể xếp được câu rồi, ok chưa nào? Vậy thì bây giờ mình bắt đầu đọc xem là liệu cái câu cô Hoa đã xếp theo kiểu mẹo như thế đã đúng chưa? Đấy là một cách mẹo làm, có nghĩa là chúng ta sẽ nắm được cái này thì chúng ta sẽ có thể làm được cái bài này rất là nhanh. Mà wari kara mite mo kare no kazu kanozo ni tai suru, được chưa nào? À, thái độ wa chotto hidoi to omimasu, tôi nghĩ là, đúng chưa nào? Thái độ của anh ta dành cho cái cô bé đó, cái cô gái ở đằng trước thì chính là cái cô cano rộ này, được chưa nào? Thì làm sao nhỉ? Dù nhìn từ phía nào cũng cảm thấy khá là hí đồi, cũng khá là kinh khủng và khá là nghiêm khắc, khá là gì đó, đúng không? Thằng đấy nó hơi vũ phu, thằng đấy nó hơi kinh khủng. Tôi nghĩ là thái độ của anh ta với cô ấy hơi tàn nhẫn một tí, cho dù là nhìn từ góc nhìn này, nhìn từ góc nhìn của những người xung quanh. Nào tiếp tục. Số 19 của chúng ta nào, các bạn cô lên ha. Thì bạn ấy đang nói về việc là à, kono shigoto ga suru no ga. Bây giờ nhé, đây là cách làm tiếp theo, là mình đọc cái câu này đi, xong mình tìm cái gợi ý ở trong câu, được chưa nào? Rồi doryoku o tsuzukereba itsuka kitto dekiru you ni naru to shinjiteru. Cái bạn này, bạn ấy đang nói về việc rằng là ok, được chưa nào? À, ngay cả khi mà cái công việc này này nó làm sao đó, đúng không nào, thì mình vẫn phải làm sao? Nếu mà mình vẫn tiếp tục, đúng không nào? Nếu mà này, bà kề này, nếu mà bạn vẫn gì đó nỗ lực thì chắc chắn là một ngày nào đó, một lúc nào đó chắc chắn là bạn sẽ đề ki rự yô ní na rự. Yô ní na rự, đúng không nào? Có nghĩa là ngày xưa mình không có làm được thì có thể bây giờ mình sẽ làm được. Tôi tin là như vậy. Vậy thì cái câu này sẽ là tôi tin rằng một ngày nào đó chắc chắn là bạn sẽ làm được thôi. Ok chưa? Sự biến đổi trạng thái là ngày xưa không làm được, bây giờ làm được rồi. Ok chưa ạ? Nào, vậy thì ở đây chúng mình sẽ có tố si tê này, si tê mố này, tà tô e này. Các bạn có nhớ tà tô e nan ni nan ni nan ni tê mố không ạ? Là một trong cái câu cực kỳ nổi tiếng ạ. Ừ, vậy thì ở đây sẽ là mà mình lại còn có tô tê mố này. Tô tê mố là hỗ trợ cho tính từ này, mà ở đây có mỗi một cái tính từ đó chính là bạn số 4 này. Vậy thì 1 và 4 kiểu gì cũng phải đi với nhau là tô tê mố mùi sư ca sĩ, được chưa? Vậy thì ta tô e nani nani, được chưa nào? Ta tô e phải đứng ở đầu câu đã ha. Ừ, làm sao đấy? Amuzukashi toshitemo, ok chưa? Toshitemo muzukashi toshitemo, một này,
Được chưa nào? 4 này. Được chưa nào? Tố chi tể mộ thì cho dù có khó đến đâu, không thể thực hiện được đến đâu, thì nếu bạn còn tiếp tục cố gắng thì một ngày nào đấy bạn sẽ làm được thôi. Nên đáp án ở đây sẽ là 3, 1, 4, 2 chứ. Được chưa nào? Ở cái câu này sẽ phải là 3, 1, 4, 2 chứ. Tại vì nó nằm ở trong cái gì ạ? 3, 1, 4, 2 chứ ạ. Hiệp Nguyễn, Hiệp Nguyễn em đang comment câu nào? Nguyễn Tuyên đúng không nào? Rồi, tiếp tục nhá. Cố gắng lên. Ở đây này, tại vì sao? Nó có cái câu là, đúng chưa nào? Nhớ này, hộ côn này. Nhớ hộ côn này. Đó là tô tề mố, nó đi cùng với cả tính từ rất gì đó, rất khó, đúng không nào? Rồi, rất ngon, rất đẹp, nó kia. Vì thế cho nên là bạn 1 và bạn 4 phải đi với nhau ạ. Đúng chưa nào? Tà tuê nó đứng đầu của cái vế câu là vê tề mố mà. Vậy thì tà tuê tô tề mố, muzukashi tô tề mố. Được chưa nào? Các bạn hiểu không? Nào, tiếp tục này. Câu 20 của chúng mình nha. Watashi no misu de, có nghĩa là vì cái lỗi lầm của chính bản thân tôi. Được chưa? Thế cho nên là cái gì của tôi đấy? Cái kekaku ga shippai shite shimatta no dakara. Chính vì cái lý do đấy, thế cho nên là cái kế hoạch này nó đã bị thất gì ạ? Thất bại. Từ shippai này trong tiếng Nhật này, nó vừa là những cái lỗi lầm nhỏ nhỏ này, vừa là sự thất bại này, vừa là sự thất vọng. Bé bé chinh chinh. To omoimasu. Sư gửi ni meru o tsukutta. Thế cho nên là tôi sẽ gửi mail ngay. Vậy thì tôi gửi mail ngay để làm gì? Ayamaru ở trong tiếng Nhật nó chính là sự xin gì ạ? Xin lỗi. Đúng chưa nào? Yorihokanai ở trong tiếng Nhật nó chính là shikataganai. Nó là sogganai. Nó chính là không còn cách nào khác. Vậy thì nào? Đây là cách duy nhất. Tôi nghĩ là đây là cái cách duy nhất, đó chính là đi xin lỗi. Thế nên là tôi sẽ đi gửi mail ngay. Vậy đằng trước của Yorihokanai nó chính là về, về được. Vậy thì đáp án của chúng ta rõ ràng chưa? Ayamaru. Được chưa nào? Yori. Được chưa? Hokanai. 2, 4, 3, 1. Ok chưa nào? Nó chính là shikataganai. Nó chính là soganai ở trong cái câu nói hàng ngày của các bạn. Nó chính là việc chẳng còn cách nào khác nữa cả. Ok chưa nào các bạn ơi? Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều nha, vì đã chịu khó ngồi nghe cô Hoa live trong cái giờ rất là gọi là lủng củng này, đúng không? Nhiều bạn bảo là cô live giờ Mỹ, tại sao lại 11 giờ trưa? Và bây giờ tính ra là 12 giờ này, 1 giờ với Nhật rồi, đúng không? Vẫn còn bắt em bọn em ngồi xem live vậy. Cherry Đào ơi, cô sẽ like các cấp độ từ N3, N2 và cả N1 nhá. Em chịu khó xem nha. Được chưa nào? Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Cô hứa hẹn là sẽ lên live với các bạn những cái chủ đề hay hơn. Và nhớ là nhớ hộ côn này, đó là một cấu trúc của một cái bài thi. Chúng ta chỉ có 110 phút đến 105 phút để chúng ta làm thôi. Vì thế cho nên là mà chúng ta phải làm tận bao nhiêu nhỉ? Ví dụ như là ở những trình độ như N2 thì là từ môn đai 1 kéo dài một cái đến hết môn đai 7 của phần đọc cài luôn. Trong khi là ở phần của các bạn N5, N4, N3 thì bạn vẫn còn là từ môn đai 1 đến môn đai 5 của một Jigoi. Sau đấy là bắt đầu vào bưng bô là sẽ từ môn đai 1 đến môn đai 7. Nó rất là dài. Nên là chúng ta sẽ cố gắng là dùng những cái mẹo, dùng những cái tip mà các bạn học được để có thể làm sao ạ, rút ngắn được những cái bài mà không cần thiết phải đọc hẳn nhá. Hoặc là sẽ nắm chắc được ngữ pháp này để có thể làm sao ạ, đi qua câu đấy nhanh chóng hơn. Được chưa nào? Để có dành thời gian để cho dành phần bài đọc. Bài đọc là phần khó lắm luôn và nó rất là mất nhiều thời gian, được chưa ạ? Ok, cảm ơn em nhiều nha Lê Nguyễn, Lệ Nguyễn, Huấn Thanh và Nhật. Rồi ạ, 2 ngày nữa chúng mình sẽ gặp nhau rồi Nhật ạ, đúng chưa nào? Ở đây có rất là nhiều bạn đang học cuộc cả ngày này. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người vào live sau nha.